Cô mẹ theo mấy cái chấm chấm á. Mũi tên này nè, một cái từ đây trước đi chưa? Mẹ đang nói nha. Mẹ đang gói con gái nha, số 1 nha. Số 1 cô vẽ thẳng. Nhìn này, mẹ nắm mẹ vẽ đây này. Mẹ theo cái chiều mũi tên trước nha. Mẹ lên đây nha. Mẹ lên đây nha. Cái chấm chấm à? Vẽ tiếp đây chứ. Vẽ tiếp. Sửa xong nó, sửa xong nữa là không vẽ à? Số này con còn biết. Số 1 rẽ con cũng biết vẽ. Số 1 không rẽ con không cần vẽ. Hết rồi. Mẹ nhìn là con thấy thiếu mấy cái chấm chấm nè mẹ. Mẹ nhìn này, con biết vẽ số này nè, mẹ nhìn này. Một tuần đầu tiên cô có kịp muốn nói với con. Có lẽ đầu tiên cô bắt đầu thích tôi. Nếu là như thế Nguyên bật tuần đầu tiếu không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.